Rồi tới đây có cái trường Nguyễn Duy Phương nè. Bên kia đó là XO. XO 2 cà phê sạch. Nơi đó là như là nhà của gia đình nhạc sĩ Lâm Phương á. Hồi xưa nhắc tới Lâm Phương là nhắc tới Túy Hồng. Rồi khu này là khu ẩm thực nè. Nơi đây là hồi xưa có 10 cái căn nhà do các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa xây dựng trái phép đó bộ. 10 căn. Bây giờ nó là cái khu bãi dưới xe nè. Đi chạy một vòng Nguyễn Duy Phương. Ở đây là kỳ đài. Kỳ đài Quang Trung. Đây có tiệm bánh mì nè, ở đây vẫn còn bán bánh mì con cóc nè bà con. Ổ cóc nhỏ 20.000. Bánh mì thịt ổ con cóc á. Hình như bánh mì đó ba mày còn có ăn rồi thì phải. Hồi xưa ba mày còn làm YouTube á, là ở Sài Gòn này cái gì ba mày cũng làm, cái gì ba mày cũng ăn và cái gì ba mày cũng quay phim á. Nó gọi là cái gì ta, hồi đó cách đó khoảng 7 năm về trước ba mày còn gọi đó là cái gì ta, quay bất chấp á. Cái gì cũng quay á. Còn đây là trường quốc tế nè, không phải, hình như đây không phải trường quốc tế mà đây là trường song ngữ, nó đào tạo hai cái chương trình Cambridge đó bà con. Song ngữ là những người mà học trong đó đó là sau này mà khi mà ra tốt nghiệp á bà con, là tốt nghiệp được hai cái văn bằng luôn hai bà con, một cái văn bằng tú tài ở trong nước với một cái văn bằng tú tài quốc tế. Bây giờ bà con bác nghe thì chắc có lẽ nó hơi lạ đúng không, nhưng mà xin thưa bà con bác, hồi sổ xa xưa chúng ta đã có cái thời và thời Pháp vô là chúng ta đã có cái dụng này rồi bà con. Tốt nghiệp tú tài, hai văn bằng tú tài Việt và tú tài Tây bà con. Thì bây giờ nó cũng vậy rồi đó, cái trường song ngữ quốc tế là nó vậy á. Khi mà bà con bác ra được cái trình độ đó rồi thì bà con bác, cái trình độ bà con bác có hai cái bằng, một bằng trong nước theo của Bộ Giáo dục và một cái bằng nữa đó là bằng quốc tế theo cái chuẩn Anh á. Thì cái bằng đó thì bà con bác có thể đi trên quốc tế và sau này vô nộp vô học mấy cái trường đại học vẫn bình thường luôn nha bà con. Rồi đường này đường Ngô Quyền nè. Đó là đường Triệu Đà. Đây có quán phở Nhật Tảo hay Đằng Đồng quá ta. Ở trên quận 10 này là nhiều cái tiệm phở lắm nha bà con. Quận 10 này ba mày còn nhớ là có nhiều tiệm phở lắm. Phở Tàu Bay nó cũng nằm trên đường này nè. Đây là đường Nguyễn Tiểu La, có cơm nấm ngon bé bự nè. Trước mặt bà con bác đó là chợ Nhật Tảo. Con đường Nhật Tảo này hồi xưa người ta gọi là đường Gia Bà Bầu đó bà con. Gia Bà Bầu. Mà thật ra không phải là da của bà Bầu đó bà con, mà gọi là cây da.
à, cây da đúng hơn. Là bây giờ mình nói cây da không ai biết, chứ nếu mà nói cây đa thì chắc biết. Chú cuội ngồi gốc cây đa đó, nó cây đa đó là hồi xưa miền Nam mình gọi là cây da nha bà con. Rồi mà cái cây đó nó rậm rạp, nó xum xuê lắm, cho nên thường hay nó có những cái điều mà gọi là ma mị ở trong đó. Ví dụ là có những cái câu chuyện ma như là ma da dú dài đó. Ma da là ma nằm ở trong cái là ma của cái cây đa đó. Ở bên kia thế giới rượu. Rồi giờ ba mày gò quẹo đây. À đây là hồi đó là cái bót Hẳn Đinh nè. Bây giờ là văn phòng Đài Bắc. Ai muốn đi qua Đài Loan là xin visa ở đây. À, hồi xưa nó là bót Hẳn Đinh. Hủ tiếu Nam Văn Hoàng, cái tiệm này bán cũng lâu rồi. Trên con đường này con đường Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn đây có một cái tiệm bán cơm tấm cũng nổi tiếng à. Rẻ mà ngon nè. Ở đây nè có tiệm bán cơm tấm, giới sinh viên học sinh nó thích ăn lắm mà không. Ở cơm tấm 229 này nè. Bây giờ như còn có một tiệm ha. Chứ hồi đó một tiệm bán là sau đó có nhiều thấy bán được á. Cái ba mày thấy là một mấy tiệm bán theo. Còn giờ là còn cái phở sắn này là nổi tiếng giá rẻ của giới tài xế. Hồi đó ba mày nhớ một tô có 25.000. À bây giờ nó ra một chuỗi luôn. Tương lai của Việt Nam mình sắp tới là hình thành theo chuỗi nha bà con. À. Sắp tới đây là các giới trẻ khởi nghiệp startup nó hơi vất vả chút xíu. Nó khó khăn hơn cái thời của ba Michael. Xin thưa với bà con các bác, thời của ba Michael là dễ làm giàu lắm. Nguyễn Duy Dương nè. Càng ngày ba mày còn thấy cơ hội càng làm giàu nó càng ít dần. Khi mà bà con có bác thấy cái năm 2022 á, nó ra cái ra đời cái công nghệ mà AI á, cái đó là cái thời điểm mà sau này thế giới nó sẽ đánh dấu cái cột mốc ở đó đó bà con. Nó giống như là bây giờ xin thưa bà con bác, Sài Gòn mình thì ba mày còn hay lấy cái mốc đó là à, trước 30/4/1975 và sau 30/4/1975 đó, đó là cột mốc. Nhưng mà thế giới mà thời đại mà 5.0 sau này nó phát triển lên 5.6.7 gì đó, thì cái thời điểm mà thay đổi ra thế giới á, là nó có thể nó lấy cái mốc là 2022 bà con. Cái công nghệ AI nó khủng khiếp lắm và nó sẽ lấy đi rất nhiều cơ hội công việc của nhiều người nha bà con. À, sau này đòi hỏi con người càng ngày phải càng phát triển để tự vận để phát triển mình, chứ còn không thôi là tự đào thải mình luôn á. Thời điểm 2022 đó, sau này máy về với mấy công nghệ nó sẽ lấy cái mốc 2022. Thì cái đó là ba mình còn nhìn theo hướng hơi tiêu cực. Nhưng mà nếu mà nhìn theo hướng tích cực thì thời nào thích ứng thời đó. Giống như cái thời của các cô chú 70-80 tuổi. Cái thời đó thì các cô chú bác nó nói rằng là trời, thời đó làm ăn này nọ rất nhiều nhà Tây đầu tư, thậm chí là thập niên 70 bà con bác thấy không? Có nhiều người coi như là trình độ vẽ cắn đôi cái chữ không biết nữa mà. Ba mày còn có nhiều người bạn lắm bà con. Xin thưa bà con, bác trình độ mới có lớp 3 thôi. Đọc báo nhiều khi đọc không rành nữa. À, chủ yếu là nghe thôi, nhưng mà làm giàu nứt tường đổ vách luôn. À, cơ hội làm giàu rất là dễ. À, cái thời đó ha, giờ đến thời của ba mày còn nó trời ơi, thời của đó sướng quá. À, có nhiều bạn trẻ giờ nó trời ơi, thời của ba mày còn xưa sướng quá, dễ ờ, hò tay ra cái hớt lên là một đống vàng. Đúng tiền, cũng đúng. Thời của ba Michael là cái thời Việt Nam nó mở cửa nha bà con. Thành thử ra nhiều cơ hội để làm giàu lắm. Có rất nhiều các tỷ phú hoặc là những người mà xây dựng cơ nghiệp
đón hứng làn sóng đó rồi, và bà con có nhớ vào rồi khoảng gì giữa thập niên 94, giữa thập niên 90 á, ở cái thời điểm đó biết bao nhiêu tạo ra biết bao nhiêu con người giàu ở Việt Nam, nếu mà nắm được cái thời điểm đó. Thì ba mình còn nghĩ giờ mình nhìn theo góc tiêu cực thì mình thấy cái sự thay đổi đó thì nó hơi bị tiêu cực, nhưng mà nếu mà nhìn theo hướng tích cực thì giới trẻ bây giờ nó sẽ được học à, nó sẽ được học những cái công nghệ mới, những cái gì mới à, cái này nó đào thải đi thì nó sẽ tự động nó phải mở ra một cái cánh cửa mới cho tụi nó, nên cũng chả có gì phải đáng lo cả. Chứ mình không thể nào và ba mẹ còn không thể nào mà nhìn theo hướng tiêu cực rằng hồi xưa mình làm ăn mình start up dễ. À, xin thưa bà con bác, biết bao nhiêu con người làm giàu, ba mẹ còn cũng nằm trong số đó, lướt sóng bà con à, chỉ cần mua một miếng đất à, rồi làm này nọ một cái tự nhiên là trở thành một triệu phú hồi nào cũng hay, đâu cần phải tốn công tốn sức đâu gì đâu à. Nên thưa bà con bác, biết bao nhiêu người Việt Nam mình là lướt sóng bất động sản mà tự nhiên trở nên giàu có, nhiều lắm ba mẹ còn nói thật. Ừ, nhưng mà đến thời sau này dễ giàu gì khi mà sắp tới đây luật đất đai nó ra nữa, thì nếu mà một số người mà không có thích ứng á thì không được. Cái dòng mà lướt sóng thì xin thưa bà con cô bác đừng có, nó thường hay đi theo trend lắm à, nhiều người nhảy vô nhưng mà đến khi bà con, xin thưa bà con bác, cái gì mà nó đã công khai ra ngoài xã hội rồi thì lúc đó là nó đã hết ăn rồi bà con. À, đã công khai ra ngoài xã hội là lúc đó là cái đó, những cái đó nó đã không còn ăn nữa, người ta mới công khai ra. Mà bà con bác đút cái đầu nhảy vô là bà con bác chỉ có hốt chọn thôi à. Hốt á, đi hốt hốt chọn luôn à. Cho nên những cái thời đó giờ xưa rồi à, mình phải thích ứng chứ đừng có đi theo các làn sóng, đi theo chạy theo, mình chạy theo là mình chỉ có hốt vỏ thôi. Hồi đó làm giàu á nó dễ, còn hồi nay ba mày còn thấy càng lúc càng khó, luật pháp nó càng ngày nó càng siết à, nó bít lại những cái mà chưa tốt nữa. Rồi, quên nữa. Giờ mình qua bên Sư Dân Hạnh nè. Vậy bà mày còn coi lại cái viện Đại học Phương Nam, trường Đại học Phương Nam. Con đường này là con đường Sư Vạn Hạnh. Nói chung những cái gì ba mày còn chia sẻ có thể là đúng với ba mày còn nhưng mà chưa chắc hẳn là đúng với người khác nha bà con, các cô chú bác cũng đừng có bận tâm quá à, mỗi gia đình mỗi kiểu, mỗi cuộc sống mỗi khác, không ai giống ai cả. Rồi tất cả chỉ là kể nghe vui chơi rồi lấy cái đó để mình tham khảo thôi, chứ đúng với người này cũng chưa hẳn đúng với người khác. Hồi xưa cái cổng của nhà thương Di Đồng nó nằm ở đây nè bà con à, bây giờ nó trở thành cái cổng phụ rồi. À, xưa cổng chính của nhà thương Di Đồng nó nằm đây. Hình như chính xác là xưa cổng chính nó nằm đây nè bà con. Bây giờ nó thành cổng số mấy luôn rồi. Giờ thành cổng số 3 nè, hồi xưa là cổng chính nó nằm đây nè. Nhìn qua bên kia hồi xưa đó là trại Nguyễn Trung Trực, trại của quân cụ á. Rồi ba mới còn quẹo qua đây, con đường này đường 3 tháng 2.
bên tay phải này là nhà thờ Bình Sơn nè. Hồi xưa bên tay trái này vẫn là chạy lính. Đó, trước mặt bên tay trái bà con bác đây là chùa Việt Nam Quốc Tự, bà con gọi là viện hóa đạo. Chết cha rồi, ký biên bản rồi. Rồi bây giờ bà ở bên tay phải ba mày gọi đây, hồi xưa là cái trường học này bà con. Ba mày gọi không biết trường này tên gì, nhưng mà ba mày còn nhớ đây là cái trường học. Giờ mời bà con cô bác cùng với ba mày cầu xem lại một chút nha bà con. Đó, hồi xưa ngay chỗ cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là cái cổng của vô chùa nè. Đó, giờ để hy vọng là bà con cô bác nào có nhớ chỉ giúp ba mày cầu để ba mày cầu định hình cái. Đó, cái cột đèn xanh đèn đỏ bà con ha. Đó, là hồi xưa là cái cổng nó nằm đây. Đi vô cái là có một cái khoảng sân trống. Rồi cái phía sau cái tháp này là cái chùa cũ á, cái bảo tháp cũ luôn. À, cái chùa với cái bảo tháp nó nằm chung đó. Còn bên tay phải này là cái bãi đất trống nè. Thì rồi còn cái rạp hát Hòa Bình nữa. Hồi xưa cũng là của Việt Nam Quốc Tự luôn. Vậy là các cô chú bác có thể giúp bà mày cầu bước phân bình được đó là hồi xưa là cái trường nó nằm ở mặt nào mà con. Rồi cái chỗ võ đường nó nằm ở đoạn nào, cái trong cái chỗ này mà con. Đó. Thì đây là cái cổng chính nè ha. Đi vô có một khoảng sân. Rồi có ngôi chùa với bảo tháp ở đó. Còn ở phía sau á là cô nhi viện Quách Thị Trang thì ba mày cầu biết rồi. Đấy. Thì giờ bà con bác có thể cho ba mày cầu biết được là cái mặt phía trước nè, nó kéo dài đây nè. Thì cái đoạn nào, cái khúc nào là nó là cái trường học và cái nào là cái võ đường Nhu Đạo Quang Trung. Đó. Rồi cái đạp hát Hòa Bình này được xây dựng năm 85 nè. Hồi đó nó sau năm 75 á, xin thưa với bà con bác, cái phần đất này là của nhà hát Hòa Bình luôn nè. À, ba mày còn nhớ cái phần ngay chỗ cái cổng chùa đây nè là cái phần đất của nhà hát Hòa Bình đó. Sau này là nhà hát Hòa Bình đưa lại cho chùa Việt Nam Quốc Tự mở rộng ra tới đây. À, chứ hồi đó là cái phần đất nó ra tới ngoài đây hết rồi. À, còn cái phần bên đây là của nhà hát Hòa Bình nè. Sau này được mở rộng ra ngoài đây. Rồi. À. Yeah. Chào anh. Chào em hỏi anh. Hỏi anh. Yeah. Em cũng thích đi để đi phượt đấy. Em quay lại các cái hành trình đó. À. Thì anh xài cái này này. Thì em đang muốn mua một cái để em đi á, thì anh có biết cái loại nào là tốt không anh? Rồi. Rồi xin thưa bà con bác, bên đây bên trái của bà Michael đây nè, đó là nhà khách Học viện Hành Chánh Quốc gia. Hồi xưa đó là Học viện Quốc gia Hành Chánh. Khởi đầu từ đầu năm mới thì như là bà con bác thấy là bà Michael đã thông cái tên kênh của mình giới thiệu cho những người xung quanh. Thì đồng nghĩa là từ giờ trở đi là bà Michael phải coi lại cái vấn đề mà mình đặt tiêu đề. Năm nay mỗi một năm ba mày còn có một cái chủ trương, một cái định hướng ha. Thì đã đến lúc thì mình cũng phải tự hào về cái kênh của mình chứ ha. Mà tự hào mà giật view go view thì cũng không hay ha. Giống như các bạn trẻ đây là bạn muốn học hỏi, bạn sẽ hỏi cái kênh mình như thế nào, mà mình mà vô cái kênh của mình mà nó không ra giống ôm gì hết thì thôi mắc cỡ lắm. Thì chắc có lẽ là định hướng trong năm nay của ba mày rồi sẽ là hạn chế dần, bớt dần những cái giật view câu view. Có thể là đi về cái danh nhiều hơn là cái tiền, để gần khi sau này ra đường ấy, ôi anh làm YouTube hả, anh làm cái kênh nào cho em biết, đem vô em học hỏi. Mà tự nhiên đi vô học hỏi mấy cái hàng giật view câu view thì nó ra giống ôm vậy. Nó chẳng giống ai cả. Cho nên từ từ ba mày rồi sẽ lượt dần. Thì đương nhiên đồng nghĩa lượt dần mấy cái này đồng nghĩa là chắc sẽ thôi không nói nữa, thì cái đến đó là tính. Rồi đây là ngã tư đường Cao Thắng với lại đường Điện Biên Phủ nữa mà.
ôm con bán vé số. Rồi thôi, 30 xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video sau. Bye bye.